là truyền tin, cũng giống như ba đứa bé mà thời xưa mà đệ nhị thứ chín vậy đó, nó không khác gì hết. Mà chưa có ra tiếng Mỹ thì những người ngoại quốc họ chưa biết. Còn ngoài kia ai muốn làm công đức á, lấy những cái điểm chính, những cái lời chính của kỳ cái phiên âm ra tiếng Mỹ hoặc là tiếng Đức, tiếng gì cho họ hiểu, để cho những người đó, đó quay đầu trở lại, thì tất cả 9 8 tỷ người phải không, 7 tới 8 tỷ người, thì lúc đó mới hướng thiện, mới làm người tốt, thì cả cái bầu trời này á, từ cái trượt mới thành ra cái thanh được. Mình bị bao nhiêu vấn nạn, mình bị những con người hung dữ là do họ giống như mình nhốt một người trong cái phòng tù túng vậy đó, cái âm khí á, nó làm cho người ta bực bội lắm, còn cái thanh khí á, làm cho người ta phấn khởi. Thì cả cái trái đất hiện giờ á, là trong cái âm khí, thì ra mình đi đâu ngoài đường mình cũng gặp người hung dữ là vậy. Còn nếu cả cái trái đất này từ người Âu, người Á, người Úc, người Phi, người Nam Mỹ, người Mễ, người gì mà nghĩ những cái chuyện tốt không, thì nó sẽ thành cái thanh khí, thì ra đường mình gặp ai họ cũng vui tươi hết. Một người vui tươi thì kéo kéo theo một đống người vui vẻ, thì ai mà dịch ra được, cũng như là những người phiên âm giỏi đó, thì cứ phiên âm ra bằng tiếng ngoại quốc cho họ hiểu. Còn bốn phần kiệt, kiệt nói tiếng Việt là gì, kiệt đầu thai người Việt. Mục đích chính cái kênh này là báo động thời tận thế, báo động Chúa Giêsu sắp sửa ra đời, và báo động nhân loại sẽ trải qua một cái cuộc sàng lọc khủng khiếp, mà đến thời kỳ này là thời kỳ gần cuối. Cả một năm nay cái kênh này lên chuyện nói thời kỳ này qua Covid này sẽ còn tới chiến tranh, cái chiến tranh là cái cuối cùng thì nó sẽ bình định lại. Và cái kênh này á, từ đầu Kiệt nói á, là kỵ ba loại người. Người thứ nhất là mấy thằng mà xăm mình cầm mã tấu chạy ngoài đường, nó sẽ không bao giờ nó tin. Người thứ hai là một đống nhà thì đại trí thức, mà cái đống đại trí thức này siêu trí thức, học thức quá giỏi đó, họ không có tin về tâm linh đó. Hôm nay Kiệt biết được là phân nửa đã tin rồi, mà vẫn còn ngỡ ngỡ, vẫn còn tiếp tục chờ thời gian để coi kỹ. Nhưng mà họ tính kỹ quá đó, thì trước khi họ bị xúc lên thành chiếc xe mà đổ như đổ đất mà chôn tập thể á, thì muộn rồi. Thì cho nên cái kênh này nó rất là hữu hiệu trong vòng một năm nay, làm cho rất là nhiều người trên thế giới xoay chuyển. Còn những người mà hiểu về tâm linh á, là họ biết được cái thiên tâm, cái đạo của cha là chánh đạo của thời nay, thì họ quay đầu liền, thì cái phần đó sẽ được về trời thì mình không nói. Còn tăng ni á, từ đầu á, cả bao nhiêu triệu tăng ni trên thế giới á, thì hôm nay á, Kiệt biết được là gần hơn 40%. Tại trên nói nha, chứ Kiệt làm sao Kiệt biết được, Kiệt đâu có gì kiểm chứng đâu. Thì đã là phân nửa trong lòng tin, có thể tối vô trong cái cốc của họ đó, họ khấn cha khấn mẹ, nhưng mà ở ngoài ngoài chánh điện hay là với bạn đạo, với sư thầy đó, thì họ không dám nói. Thì cái đó, đó là ở trên biết được là phân nửa rồi. Còn phân nửa còn lại là những người có chức sắc, thì những người có chức vụ cao, và đồng thời song song mang cái thẻ đảng viên, họ không tin. Họ không tin Phật Di Lặc ra đời, họ không tin là thời nay là thời tận thế. Còn tất cả những người Mỹ, người Đức, người Âu, người Á thì chưa có ai mà phiên âm ra cái tiếng của họ, thì họ lại không biết. Có một người Việt Nam nhận nhiệm vụ truyền tin từ cõi vô hình cho mình biết chuyện gì sắp xảy ra. Thì tất cả những gì Kiệt nói đó, đến ngày hôm nay á, mình tổng kết lại nha. 2008 Kiệt báo động là sẽ có Covid, Kiệt khuyên mấy người đi mua đoạn, ai cũng biết. Rồi Kiệt nói á, là Trung Cộng chia 5 sẽ 7, thời đó là 5 năm trước. Đến ngày hôm nay á, bắt đầu á, nó chưa xảy ra nhưng mà là Kiệt nói là gần trúng rồi. Đài Loan tuyên bố độc lập. Hồi xưa những cái đài truyền thông mà nói chính trị giỏi đó, họ nói dễ gì.